Căn cứ vào mẫu bàn tay này thì sẽ có vài lời như sau. Thứ nhất, chị tuổi 85 là tuổi Ất Sửu, chồng chị 80 là tuổi Canh Thân. Theo cái cung sinh, cung bát quái là chị cung Tốn, chồng chị cung Khôn. Tốn Khôn nó rơi cung Ngũ Quỷ. Đấy, vợ chồng dễ trục trặc lắm nhé. Vợ chồng dễ bất đồng quan điểm, không có hòa thuận được, mỗi người mỗi ý. Đấy, Ngũ Quỷ hình thương ám ảnh hoài, rốt rồi năm bắc phải chia hai. Nói chung là hai cái tuổi này xấu về đường tình cảm. Khắc khẩu, giờ thấy khắc khẩu chưa? Dạ, từ đầu ạ. Ờ, từ khi lấy nhau đã thấy khắc khẩu rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Ờ, vậy là câu đầu tiên chính xác nhé. Dạ đúng. Ờ, không có hòa thuận được, nói câu trước câu sau nó bất đồng, nó cãi nhau rồi, cự cãi rồi. Ông này sao? Tính cách ngang, bảo thủ, cố chấp, cứng đầu. Và sẽ có nhiều lần chị với chồng chị muốn bỏ nhau nhưng mà bỏ không được. Nhiều lần muốn lôi nhau ra tòa đấy, muốn bỏ quách cho xong nhưng đâu có bỏ được đâu. Khó lắm. Nó như là cái dây nợ duyên ấy. Tay nhìn tưởng đẹp về nhưng đâu có đẹp đâu mà. Khổ. Có tiền thì cũng khổ. Bởi vì trên đường chỉ tâm đạo nó nhiều vết cắt quá và có xuất hiện hình cù lao. Và đường chỉ hôn nhân thì rất là mập mờ, không có rõ nét. Rất nhiều đường chỉ hướng xuống. Đây là dấu hiệu xấu, nói lên chuyện vợ chồng dễ trục trặc, khó mà thuận hòa được, mỗi người mỗi ý, không cùng chung quan điểm, khác rất nhiều. Mà vợ lúc lên có sống được trăm năm không thầy? Trăm năm, thời này làm sao mà sống được trăm năm? Hỏi buồn cười, lấy đâu ra trăm năm? Ý hỏi là có sống một vợ một chồng không? Hai tuổi này thì thực sự hết sức này phải nhường nhịn thật nhiều. Nhường nhịn lắm mới ở được đấy. 10 điểm thì hai tuổi này chỉ được có 3 điểm thôi, dưới trung bình. Bởi vì do cái ngũ hành trong cái cung mệnh của chị với chồng chị nó tương khắc. 1985 Ất Sửu nó là mệnh kim. Đấy, chồng chị 80 Canh Thân đó là mệnh mộc. Chị là kim, kim tức là kim loại. 85 sẽ là hải trung kim. Đấy, chồng chị 1980 sẽ là thạch lựu mộc. Kim thì sẽ khắc mộc. Đấy. Mà đây là vợ lại khắc chồng nữa. Vì thế 10 điểm chỉ được có 3 điểm thôi, rất xấu. Chính vì thế nó khiến cho cái cung kinh tế nó cũng xấu nữa. Làm thì có tiền ấy, rõ là có tiền, tiền vô nhiều nhưng mà rồi cũng ra. Dạ đúng. Chính xác không? Dạ đúng rồi, ra không? Ồ. Và số này có số phá sản. Bàn tay này có số phá sản nhé. Làm không giữ được đâu. Rồi đây cũng phá hết rồi. Tan tành. Cuộc đời của chị cứ gây dựng được vài năm rồi nó lại xuống hết rồi. Ví dụ làm được 3 năm nó lên đúng không? Ok, 3 năm đó giữ được. Nhưng sang năm thứ 4, sang năm thứ 5 rồi tự nhiên đâu nó có chuyện này chuyện kia, rồi đầu tư cái này cái kia rồi ra hết. Không thì cũng bị người ta giật nợ, người ta trốn đi luôn. Mới thoạt nhìn tưởng bàn tay đẹp, đâu phải tay đẹp đâu, tay xấu. Tay nhìn nếu bình thường, những cái người mà họ non cái kinh nghiệm đấy, họ nhìn vào ồ tay hồng hào đẹp quá, hay là khép lại rất là chặt, các gò nổi lên rất là cao, các ngón đầy đặn. Nhưng không, nếu mà nhìn kỹ, thật kỹ đấy, và các đường nét thì toàn thấy đường chỉ hướng xuống là nhiều. Kèm theo đó là hai cái tuổi chị với chồng chị nó khác nữa. Mà cái cách nói chuyện của chị, cái giọng nói của chị nghe nó buồn lắm, nó không có vui. Cái giọng của chị như là giọng buồn đấy, không vui. Cái giọng nói nó không đanh thép, không vui và nó không có nội lực. Chính vì thế em cảm nhận được qua cái âm thanh của chị, tiếng nói của chị nữa. Nghe cái giọng nó buồn lắm, buồn rười rượi. Vì thế giọng mà buồn thì tất nhiên cuộc đời làm sao mà hanh thông được. Trong dạ, mỗi lần sắp tới phá sản hay là đã phá rồi vậy? Đã phá rồi và còn nữa. Đã mất rồi đấy, năm nay 38 tuổi rồi, đã mất rồi và vẫn còn nữa, chưa hết, chưa dừng ở đây. Xin trả lời cho biết là như vậy. Giờ còn mất nữa là mất do công chuyện làm ăn hay là sao? Thì do đầu tư làm ăn. Và nó ra theo đủ đường hết. Cẩn thận ông chồng chị là có số phá tán tiền của đi nữa. Là do chồng hả thầy? Đúng rồi, cẩn thận ông chồng chị lại phá tiền của đi nữa.
đối với cái ngày 25 tháng 1 năm 1980, tuổi Thân, tuổi Thân mà sinh vào tháng 1. Tính cách ông này thì 21 tháng 1. Đúng rồi, tính cách ông này thì hơi cả nể nhé. Cả nể anh em bạn bè, ra xã hội rất là cả nể. Trọng người ngoài hơn là người nhà. Chính xác không? Dạ đúng rồi. Chính vì thế rất dễ cả nể anh em bạn bè mà có ngày mất hết, tan tành hết. Rồi cho anh em bạn bè vay mượn, giúp đỡ. Rồi sống vì người ngoài. Nhiều khi vợ con xin tiền rồi tiền này tiền kia có khi là cằn nhằn, bực tức. Nhưng mà anh em người ngoài có việc gì cần giúp đỡ là nhanh nhanh lắm, nhanh chóng lắm. Dạ đúng. Người tôi bảo là sao? Việc nhà thì nhát, việc chú bác thì thư thì ưa. Đấy đúng không? Trong nhà thì coi thường người gia đình, còn người ngoài nhờ vả cái gì thì nhanh lắm. Có khi sống chết thì người ngoài luôn. Cái tính cách đó mình làm sao cho thay đổi là được không thầy? Tính cách là làm sao thay đổi? Trời đã định như vậy rồi làm sao mà thay đổi được? Mà muốn thay đổi con người này rất là khó, phải mất rất nhiều thời gian. Mất rất nhiều thời gian. Đấy. Mà chị lại dưới mặt ở nhà là nhờ thầy không có được. Anh em bạn bè nói chung chuyện to chuyện nhỏ ha, nói chung bất kỳ chuyện gì em thấy cũng người ta là chạy đi à. Thấy không, chị thấy hay không, hay ở cái môn tử vi, hay ở cái môn chỉ tay này không? Tại sao nhìn bàn tay của chị mà em lại đọc được cái gia cảnh của chị, công việc làm ăn như thế nào, tình cảm vợ chồng ra sao, cũng như tính cách của chồng chị ra sao? Thấy cái môn xem chỉ tay này hay không? Dạ đúng. Không sai đi đâu một ly. Lần này cho em nói á, em chuẩn bị, em cũng đang muốn đó, là đang chuẩn bị xuống hộp á. Cái này nó có, nó cũng cúng không ai là nó bị ấp cái này thầy. Năm nay 38 tuổi, có làm bé thôi nhé, không nên làm lớn. Làm cái gì làm bé thôi, làm lớn là thất bại đấy. Làm bé trong cái khả năng của mình nhé, làm bé thôi, không nên làm lớn. Cái này mình làm thì cũng cỡ 3 năm mình mới có bán được vậy thầy. Có khỏe ở đây thì em thấy làm thì cũng làm được, nhưng làm bé thôi, quy mô nhỏ thôi nhé. Không nên làm quá sức. Mà thầy, mình làm cái này thì cũng phải làm cho nó hết cái đất đó. Mình 3 năm sau mình mới bán được. Ý em hỏi là 3 năm sau là nó có chuyện về tiền tài. 3 năm sau, rồi xem mệnh của chị đã. Chồng chị 3 năm sau 47 47 tuổi, không, 46 tuổi chứ. 38 tuổi, 3 năm sau là 41 tuổi. Rồi tiết lộ cho biết này, cái thành quả nó thu lại không đáng là bao. Tiết lộ cho đấy. Nói chung là 3 năm sau thì thu hoạch là nó không có đáng là bao. Đúng rồi. Vậy bây giờ là cái tên cái mảnh đất đó, vậy anh định chia ra làm hai thứ làm không? Anh định làm một thứ hộp, vậy giờ anh chia ra làm hai thứ hộp rồi thầy coi thử. Tại vì một thứ nó miễn mình bán thì thầy nói vậy là thu hoạch nó không có bao nhiêu. Vậy giờ em chia làm hai nha. Một thứ này một thứ kia. Nếu cái này có thấp thì còn cái kia. Thế cũng được nhé, chọn 50-50 đi, thế cũng được. Như là được nhé thầy ha. Dạ được nhé. Thứ là không có đạt tiêu chuẩn cho thầy ha. Dạ đúng rồi. Rồi cái tính cách của ông chồng em vậy là có cái gì để thay đổi nghe không? Muốn thì gửi thông tin họ tên vợ chồng qua đây. Họ tên vợ chồng, ngày tháng năm sinh, địa chỉ đang ở đâu và số điện thoại. Cần những thông tin như thế để làm. Cái đó để ngay em gửi sao đi. Ok. Nhờ thầy coi là miễn hay chồng em nhìn như nhau thì sống đời được, còn không nhìn như nhau là sống đời không được ha thầy. Đúng rồi, phải nhường nhịn mới được. 10 điểm thì có được 3 điểm đó mà. Cái đó mình làm vậy là nó được lâu dài. Tất nhiên không phải là không cãi cọ,
hóa giải xong 10 phần nó sẽ đỡ được 7 phần. Chứ mà hóa giải hết 100% thì không được, không có thầy nào có thể làm được cho chị. Đấy, từ một cái nhà thủng, một cái nhà rột nóc mà mình vá nó lại thì làm sao như một ngôi nhà mới 100% được, đúng không? Nó vẫn có những cái kết cấu nó xấu, nó không có đẹp mắt. Vì thế hóa giải cho vợ chồng chị đang từ xấu trở thành bớt xấu, đỡ hơn. 10 phần sẽ đỡ được khoảng 7 phần để ông này bớt bảo thủ hơn. Một tháng ví dụ cãi nhau 10 ngày, bây giờ một tháng có khi cãi nhau 1-2 ngày thôi. Để cho cuộc sống của chị nó đỡ áp lực hơn. Thì điều này có thể làm được, còn hết hoàn toàn là không. Còn vẫn phải do chị với chồng chị cố gắng nữa, phải biết nhường nhịn nhau. Biết chồng chị nó nóng tính ở điểm nào. Rồi phải biết khi nó nóng quá thì bắt đầu nó phải ngưng, hiểu không? Cơm sôi thì nhỏ lửa, rút củi ở dưới đáy nồi. Quan trọng nhất đó vẫn là cái sự nhường nhịn giữa hai vợ chồng và thấu hiểu nhau. Biết chồng đã tính cách như vậy rồi mà còn mình thêm dầu vào lửa nữa thì chắc chỉ nhà chỉ có toang thôi, đúng không? Vẫn là do cái sự nhường nhịn giữa chị với chồng chị nữa. Đây em chỉ hỗ trợ một phần nào đó thôi, đây là lễ di cung hoán số nhá. 10 phần sẽ đỡ được khoảng 7 phần, còn 3 phần còn lại do chị với chồng chị phải tự tu nhé, tự mà thay đổi bản thân. Rồi em có làm buồn hạ, làm ăn với cái ông chú không? Cũng là do chồng em. Ông chú sinh năm bao nhiêu? Ông đi đấy thì em không đồng ý, mà bây giờ chồng bán thì chồng giữ tiền, chú bán thì chú giữ tiền. Em tới thời buổi mà bán gần hết cây, em nói là ai giữ tiền thì trả vốn lại cho em từ từ, không ai nói năng gì hết. Đẩy qua đẩy lại, phải coi giùm em là cái số tiền em bỏ ra cho mượn đó, cho không. Mượn để cái giống này kia kia nọ đó, không lấy được lại đó. Đấy, trả lời dứt khoát rồi đấy, không lấy được lại đâu nhé. Chị đã có câu trả lời rồi đấy. Sự thật thì mất lòng mà. Hôm nay chị đặt lịch coi mà, thì chị muốn nghe sự thật đúng không? Đấy, thì muốn nghe sự thật thì phải nói sự thật cho chị biết đấy, để cho chị chuẩn bị đúng không? Không phải bỏ tiền đặt lịch coi mà để nói những cái câu mà vui tai. Không, nói đúng sự thật là bốc quẻ ở đây thì cây át bích nằm trong đây rồi, mất không lấy lại được. Họ sẽ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau và rồi thời gian nó sẽ mai một đi. Đấy, để lâu cứt trâu hóa bùn, rồi dần dần không thấy cái gì nữa, đòi hoài, họ cứ tránh mặt mình, họ cứ lơ, rồi họ lấy lý do này lý do kia, rồi nói chung là không muốn trả cả hai người luôn, chắc chắn là như vậy. Và chị sẽ mất trắng. Đây là một cái bài học rất lớn cho chị nhé, từ sau khôn lên nhé, nhất là làm ăn với người nhà. Từ giờ làm ăn tuyệt đối không được làm ăn với người nhà nhé, rất là nguy hiểm. Cái ông chú kia ông nó có tiền, gia cảnh ông rất là khá, có tiền, nhưng mà ông ấy không trả, bởi vì ông ấy với chồng chị là một ruột, hiểu không? Có đúng không? Hai người hay thì thầm với nhau, hiểu không? Có khi cái kèo này nó đã được thỏa thuận giữa chồng chị với chị với ông ấy từ trước rồi,